Xin chào các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với lớp học của thầy giáo Haggy Wuggy các bạn ơi. Rồi, thầy giáo Haggy Wuggy hôm nay lại dạy học mình tiếp các bạn ạ. Các bạn xem nha, xem mình chôn thầy giáo của mình đi các bạn ơi. Hey, thầy giáo Haggy Wuggy, các bạn ơi. What? Hiện tại thì mình đang là cái con creep đây các bạn ơi. Mình sẽ phải nhảy này. Trời ơi, thầy giáo Haggy Wuggy ơi, em không học môn của thầy nữa đâu, em trốn đi chơi đây. Đùa đấy các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ phải di chuyển các bạn ơi. Đấy, tới cái điểm này là người ta gọi là cái điểm hồi sinh ở đây, nên là mình sẽ cố gắng đi tiếp. Đây là tiết thể dục các bạn ạ. Tiết thể dục ấy, tiết bắt cua đây, tiết nhảy đấy các bạn ơi. Đấy. Trời ơi, cái tiết thể dục này của mình là tiết thể dục bất ổn rồi. Rơi xuống mát một cái là thôi luôn đấy các bạn ạ. Là tiêu luôn đấy. Khoảng cách từ trên đây xuống mặt đất là 1 tỷ tỷ km các bạn ạ. Ôi trời ơi, thôi rồi, lại nào, đi thôi. Thầy Haggy Wuggy ơi, sao thầy cho em cái bài tập thể dục này nó khó thế. Trời ơi, bắt em bắt cua trên trời thế này, kinh khủng luôn. Em sợ độ cao lắm. Yeah, được rồi, cuối cùng cú đã về đích rồi các bạn ơi. Yeah, trước mặt mình là cái cánh cửa kim cương. Easy. Yeah, được điểm A luôn các bạn ơi. Thầy giáo Haggy Wuggy cũng phải bất ngờ với khả năng bắt cua trên trời của mình đấy các bạn ạ. Tiếp tục nào, lại tiếp tục phải bắt cua tiếp à. Lần này đoạn đường bắt cua sao nó dài thế hả canh ơi. Đoạn đường bắt cua của em sao nó dài thế. Nào, tiếp tục nào. Lần này là slant các bạn ơi. Slant đấy. Úi, easy luôn. Các bạn cứ thích kiểu bắt cua trên trời này không? Đấy, kiểu như cảm giác là mạo hiểm ấy. Đấy, nhưng mà kiểu như là bạn nào, đấy, mình vừa nói xong. Bẹt luôn, bẹt máu luôn các bạn ơi. Bạn nào mà không cẩn thận thì sẽ bị rơi xuống đây các bạn ạ. Đấy, nên chúng ta phải cẩn thận vào trò này. Nói chung là khổ thân mình quá. Trời ơi, sao khổ tôi thế nào, đích trước mặt rồi. Chơi tập trung nào, chúng ta tập trung chơi nào, cẩn thận nào. Nên, con này mình cẩn thận nha, mình sẽ bắt cua cực kỳ cẩn thận luôn. Ui, yeah, được rồi, mình bắt cua được rồi các bạn ơi. Nùi về lấy đà nào. 1, 2, 3, rồi, lưu vào đây rồi. Trời ơi, giờ mình có rơi xuống thì mình nó sẽ hồi sinh ở đây các bạn à. Lên luôn. U là trời ơi, bắt cua trên trời, bắt cua trên trời. Các bạn đã chơi trò này chưa? Các bạn đã bắt cua như thế này chưa? Mình đã đưa hai bạn về đích rồi. Wow, một cái trang phục mới này. Đấy, điểm B luôn các bạn ơi. Xem nào, tiếp tục nào, đến đây. Còn trò man nào khó hơn bắt cua trên trời, khó hơn nữa không, đến đây. Wow, lần này mình là một con gát các bạn ơi. Mình bắt cua giờ là trời tối luôn đấy các bạn ạ, ghê chưa. Rồi, bắt cua trên trời. Ui, chả nhìn gì luôn. Ôi. Ván đầu tiên làm gát rơi xuống vỡ mặt luôn. Được rồi, tiếp tục nào, ván tiếp theo nào. 2, 3, boom. Yeah, được rồi. Hãy xem Nhân BB thể hiện đây. Hey. Hui, yeah, let go. Ok luôn, được rồi. Đi luôn nào. Ui, tí rơi các bạn ơi. Yeah. Ui, mình đang đứng ở giữa cái chỗ này luôn. Ở một trời đầy sao các bạn ơi. Trời đen đen những cái đốm trắng này là sao đấy các bạn ạ. Nào, nào, cố lên nào. Ui, trời ơi, khó quá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đừng quên ấn like video ủng hộ mình ấy nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ấy. Rồi mọi người ấn like ủng hộ mình đi. Rồi bây giờ mình lên tiếp. Đấy, mình điều khiển con gát này quá chi là đẳng cấp luôn các bạn ơi. Ôi, đừng. Wow, tí nữa thì rơi xuống đây. Ê ơi, nùi về. Mau, không có định ngã sát mặt bây giờ. Easy. Ok, gát đã vượt qua. Đấy, tiếp tục nào. Không biết màn này còn khó hơn nữa không, hay cho những màn khó nhất đến đây. Các bạn ơi, màn này thì mình nghĩ là khó hơn các bạn ạ. Màn này mình là Skeleton các bạn ơi. Như lúc nãy mình đã nói ấy, các bạn đang xem hãy ấn like video giúp mình nha. Nếu mà mỗi bạn ấn like một cái thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. 10.000 bạn đang xem, ấn 10.000 cái like ủng hộ mình luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hôm nay nói hơi lắm. Ok, được rồi nào. Thôi, tiếp tục hành trình nào. Ui, Skeleton bắt cua. What? Ôi không, Skeleton lại rơi rồi. Ái chà, lần này khó ta. Làm sao để có thể đi được lên trên kia bây giờ. Càng ngày bắp cua càng khó thế này. Ui, được rồi. Hây da, được nữa rồi này. Ây da, được nữa rồi nữa này. Ui, cái ô gì đây. What. Ui, cái ô này màu trắng đen các bạn ơi.
thể hiện trình độ bắc cua của mình cho các bạn xem nha. Ấy ui, easy game. Này này, trời buổi chiều các bạn ơi. Ơ đây rồi, đây rồi, hình như là đích đây rồi các bạn ơi, mình sắp về tới đây rồi. Nào lưu chỗ này này, rồi bây giờ mình có tiêu thì nó chỉ hồi sinh ở đây thôi các bạn ạ. Nào xuống nào, ok luôn. Đường này là đường đi đâu, đường này là đường về đích chứ còn đi đâu nữa. Easy game, tiếp tục về đích. Trời ơi, tưởng thế nào, bình thường thôi. Mình sẽ cố gắng đưa tất cả các bạn học sinh này đi ra khỏi lớp học của thầy giáo Haki Uki các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, nhưng mà tại sao, ui sao cái đường này nó khó thế. What the, nhiều màu sắc chưa các bạn ơi, đường này đường nhiều màu sắc chưa này. Ui ôi ôi, ui đường này rải thế nhỉ, bắc cua trên trời luôn các bạn ạ. Ui nó rất chi là khó điều khiển luôn đấy các bạn ạ. Mình cũng sợ độ cao nữa chứ, không biết có bạn nào sợ độ cao giống mình không. Rồi mọi người ấn like video ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng đưa tất cả các bạn học sinh về đích các bạn ạ. Ấy ấy, thầy giáo Haki Uki ơi, bọn em đi chơi đây. Bọn em trốn tiết học của thầy đi chơi một chút thôi, rồi mai bọn em sẽ học bù. Ui dồi ôi, bác cua trên trời luôn. Ảo thật đây. Ui ây, hơi xa hơi cao. Rồi ok, con dê luôn. Ok, let's go. Easy. Easy game. Ui là rồi, sao nào, sang hết chưa, xem là lớp mình còn bao nhiêu bạn nữa chưa đi qua này không biết nữa. Nãy giờ mình di chuyển là nhiều bạn lắm rồi đấy. Oh, bạn này là bạn zombie à? What? Ui, lần này lại bắt cua chứ kiểu gì đây? Ui, màu xanh này, màu vàng này mình đi được hết à? Ui, các bạn thấy khó chưa? Hui. Wow, đẹp quá. Ui, what? Trời ơi, nửa người à? Ui, tại sao mình đang kia mình bị rơi, mình còn không biết luôn các bạn à? Ê ơi, sao ông lừa tôi ghê thế nhỉ? Đây, đây rồi các bạn ơi, đây có cái hố mình không để ý các bạn ơi. Ý, những cái hố này nó xuất hiện rất là ảo ma Canada luôn. Mình không đi không cẩn thận là mình toang đấy. Lên, new vào đã. Đây, ok luôn. Rồi bây giờ tiếp tục bắt cua tiếp này. Đi nó này, đi nó này, nhảy qua đây, ok được rồi. Không có gì khó cả, không có gì khó với nhân BB cả đâu. Woo, bay cao chưa, bay xa chưa. Đâu rồi, đích đâu rồi, đích là chỗ nào các bạn ơi. What? Ủa bây giờ, mình phải nhảy lên trên kia. Ui, nhảy lên trên đây á. Ê ơi, nhảy lên đây thì khó lắm đấy nha các bạn nha. Đây này, nó bắt mình nhảy lên trên đây này, các bạn thấy chưa. Ui là trời ơi, gì mà căng thế anh ơi, gì mà căng với em. Đi lên. Được rồi, trời ơi, mình tưởng khó nhưng thực ra nó không khó tí nào các bạn ơi, nó dễ. Quả này là quả ngu người mà tiêu các bạn ơi. Nhưng mà được cái là mình đã new rồi, mình sống lại luôn. Đi thôi, đi về đích thôi nào anh em ơi, đi về đích thôi nào. Trời ơi, new lại đi, quá dễ dàng luôn. Ui, lên. Ui, cao đấy. Yeah. Kìa rồi, đích trước mặt mình đấy rồi. Mình sẽ chọn cái này. Đi sang bên màu xanh này đi. Đấy, yeah, easy luôn. Điểm B rồi các bạn ạ. Tiếp theo nào. Ui dồi ôi, lại trời tối à. What? Lần này chúng ta bắt cua kiểu gì ta? Ui dồi ôi, trời tối quá các bạn ơi. What, mình lên đây như nào? Ui, các bạn ơi, mình hiểu rồi. Ui, rơi sắp mặt luôn. Đây, để xem nào. Lên đây. Ui, thôi, khó lắm các bạn ạ. Màn này thì khó lắm, trời nó tối quá. What, trời ơi, nãy giờ không vượt qua được cái chỗ đấy luôn. Ảo thật đây. Nào lên nào. Lên. Ok, đi được rồi. Trời ơi, tiếp tục lại là một cái đường một nữa này. Ui dồi, thôi cái này mình nghĩ là mình sẽ không qua được đâu các bạn ạ. Mình nghĩ vậy thôi, chứ không biết mình có qua được hay không nữa. Bây giờ mình cũng đã quen tay rồi đấy. Nhưng mà lỡ tay một cái là mình cũng đi luôn đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, lỡ tay một cái là mình đi luôn đấy các bạn ạ. Yeah, new luôn, được rồi. Mượt rồi các bạn ơi. Lần này mình tự tin mình có thể vượt qua được. Ôi thôi, gáy một cái biết ngay các bạn ơi. Lại quay từ đây nhảy rồi. Ôi thôi, đa bét luôn. Này, mình nãy giờ mình mãi chưa vượt qua được cái chỗ này luôn các bạn ơi. Được rồi, lần này mình sẽ cố gắng luôn. Thế nào, lên chỗ này nào. Ôi ok, tốt rồi, tốt hơn được trước một tí rồi. Định đứng ở trước mặt chúng ta.
Đích thân ở trước mặt chúng ta rồi. Đích thân ở trước mặt chúng ta rồi. Đây rồi. Yeah. Sắp về tới đích rồi. Bình tĩnh thôi. Nhân ơi, Nhân BB ơi, bình tĩnh thôi. Sắp về tới đích rồi. What the hell. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Đây rồi. Trời quá. Mình đến bực mình cái này mất tôi các bạn ơi. Chá. New. Ai ai. Cuối cùng mình đã lên được cái chỗ cao nhất thế giới rồi. Ghê thật đấy. Nhảy vào đây à đúng không? Boom. Dịch chuyển sang bên đây luôn. Trời ơi. Cái đích này. Cuối cùng mình đã về tới đích rồi các bạn ơi. Yeah. Easy. Tuyệt vời các bạn ơi. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Các bạn ơi, mình đã cố gắng mà bắt cua trên trời luôn. Và cuối cùng mình cũng đã cố gắng về đích nha. Mình rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn được thấy thích video này không? Các bạn nếu thích thì ấn like video giúp mình đạt được 10.000 like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé. Ok.